Rồi, xin chào bạn. Hiện giờ mình chuẩn bị tách cái cây này nè. Tách cái cây này ra trồng cho nó lên năm thứ hai á. Nó lên xong rồi nó ra rễ nè. Đây là giai đoạn mà tốt nhất tách, nhưng mà mình phát hiện ra có một cái cực kỳ bất ngờ luôn, mà không thể tưởng tượng được luôn. Đó là cây tổ quạ nó mọc trên này, trong khi mình đang cố gắng nhân giống các bạn. Đang cố gắng nhân giống cây tổ quạ không? Thì nó lại mọc ở trên cái khúc gỗ này rất là nhiều luôn, các bạn nhìn này, đếm này, đó nó mọc tràn lan luôn. Ít ra mình đếm ở đây 1 2 3 4 nè, phía bên này ít nhất là 4 cây ha. Ở bên này thêm nè, trời ơi quá trời luôn nè, đó các bạn thấy không, trời ơi không thể tin được luôn. Trong khi đang cố gắng tìm cách ươm giống thì nó lại mọc trên cái gỗ mục này, nó rất là ngạc nhiên luôn. Thì xíu nữa mình sẽ đi đi kiểm tra lại xem nó còn mọc ở đâu nữa không. Cái chậu này để ngay dưới cái tán lá luôn bạn, cái chỗ mà mình lấy bào tử á, nó đây nè, nó đây nè bạn, đó đó có lá mình lấy bào tử nó ở phía trên này nè, đó là mấy cái này nè. Nè các bạn nhìn thấy những cái bào tử già này rất là nhiều luôn, nó màu nâu nè, cái tay vuốt cái nó sẽ ra rất là nhiều ha. Rồi chắc có lẽ mình sẽ xem xét lại cái cách mà cấy ha. Cái này nó ra hay quá đó, trong khi cấy bằng cái mùn cưa của cây này á, của cái cây cây hoa sữa này, nó không có tác dụng nha các bạn. Rồi quá quá hay luôn đó, mấy cây này là ươm này lên ngon lành rồi, ươm bằng lá mục nó khô các bạn, đây nè, đó lá khô đây nè, đó mình đi gom lá khô lá của cây còng nha các bạn. Nó độ dinh dưỡng rất nhiều luôn đó, quá mừng luôn, mới đầu năm mới mà phát hiện ra cái này quá mừng luôn đấy. Mình sẽ đi kiểm tra thêm mấy cái chỗ khác có không đó, cái này bây giờ để yên này, để yên như vậy trồng ra luôn ha. Phải đi kiểm tra những chỗ khác coi. Đây này, mấy cái cây mấy gỗ mục như này nè, nó mọc trên mấy gỗ mục như này nè đấy. Thấy thấy lạ, tại vì nguyên một miếng gỗ lớn này nó không mọc đâu, nó nấm mà để y rồi cuốn chiếu nó ăn nè thì nó không mọc đâu đó. Rồi ở trên này cũng vậy, nó cũng không mọc luôn. Trong khi mấy khúc gỗ xoài nè, rêu để y lên rất là nhiều luôn các bạn, mà nó lại mọc, nó lại mọc trên cái khúc gỗ ẩm ẩm này, không khá mới bất ngờ luôn đó. Thì phát hiện ra một cách nhân giống ha. Các bạn để ý nha, cái cây tổ quạ của mình cái lá nó tán nó to lắm, nó cái lá nó dày lắm các bạn, nó các bạn lá rất rộng ha, chứ không phải là nó nhỏ nhỏ như người ta bán mấy cây mà khai thác ở rừng về đâu. Nó để đỡ cái cây này ở đây đi, nó cái tán rất là rộng. Cái cây này cái nguồn gốc nó không phải là ở rừng nha, cái cây này nó sinh ra và lớn lên ở trung tâm ở thành phố này luôn. Thì cái này này hồi trước mình hái ở, nó mọc dại nha bạn, mọc dại ở tòa nhà Y Thao á, ở quận Tân Bình á. Thì ở giữa Y Thao 1 với Y Thao 2 á, nó có một cái hồ cá, hồ nước rất là lớn, nó ở có một cái miệng giếng á, miệng giếng nước bằng xi măng, lúc nào nó cũng ẩm ướt á, và mọc rêu rất là nhiều luôn. Thì có một hôm mình để ý thấy nó mọc đi ti ti giống như vậy đó, nó giống như vậy nè, đó nó mọc đi ti ti như vậy nè, rất là nhiều luôn. Và có hai cây lớn thì mình nhổ đem lên văn phòng mình trồng. Đó, trồng thì có một cây cho anh bạn, còn một cây đem về nhà thì là cây này. Cây cho anh bạn thì ngủm củ tỏi rồi, trồng trong văn phòng như kiểu tưới nước á, trồng bằng cái tro á, tưới nước nó không có thấm á, nên nó khô nó chết. Còn cái cây đem về trồng này tươi ghê không, rất là dễ trồng nha các bạn. Đó, cái bảng lá to nè, bảng lá nó to chứ không phải nhỏ nhỏ mà nó dài ra giống như mấy cây người ta khai thác trên rừng đâu. Đó, nên cái cây nhìn nó đẹp hơn những cái cây khác. Đó, mình thấy không? Đó, cái con này, cái con lá hình trái tim luôn ghê chứ. Đó. Rồi, cái này chờ nó to ra xong rồi nhổ bứng ra chậu thôi. Đó.
mà phát hiện rất là bất ngờ luôn. Đó, đó các bạn nhìn hết nguyên cái cây nè. Đó. À, cái bản lá cây mà bản lá nó to nhìn nó vẫn đẹp hơn cái cây mà bản lá nhỏ nha các bạn. Đó, mình tính làm nguyên một hai hàng luôn, hai hàng trên sân thượng này để trồng cây vô, trồng đủ loại lồng với lại dễ hạt vô luôn. Đó. Đó nguyên cái cây đó. Cái tán rất là rộng ha, chắc phải hơn mét đó. Rồi để mình lấy bao tử cho bạn coi nha. Rồi các bạn mà muốn nhân giống thử cái cách này ha. Mình hiện giờ mình đang ươm hai hộp kia rồi. Nói cái trong cái video mới đây thì mình cho bạn coi rồi, một cái rêu với lại một cái là trùng. Thì hôm nay thêm một cách nữa là cái gỗ mục nè. Gỗ này gỗ hoa sữa. Để sơ dừa lên cho nó ẩm xong rồi rải ấy lên. Ha. Đó, này mình sẽ làm thêm vài cái giống như vậy xem sao. Làm trên cái thớt lớn nè, xong rồi tưới nước liên tục lên. Đó. Đó. Rồi giờ mình lấy bào tử cho các bạn xem nha. Rồi cái cách đó các bạn lấy bào tử nè. Các bạn để cái hũ ở dưới á, bằng hứng. Lấy ngón tay á, vuốt như nè. Lấy ngón tay vuốt như vậy nè. Xoa qua xoa lại á, là nó rớt xuống rồi. Đó các bạn nhìn thấy bào tử cho trên cánh tay không? Trên ngón tay á. Đó các bạn thấy có một lớp màu nâu nâu không? Đó các bạn thấy có một lớp bột nâu nâu trên ngón tay không? Đó cái này bào tử các bạn. Khi các bạn rắc lên trên cái gỗ á, thì nó sẽ nảy mầm ha. Đó. Hiện giờ mình còn đang lớn cứng là không rõ là bào tử già hay gì. Trên YouTube đa số người ta chia sẻ là các cái vảy rồng các bạn. Người ta kêu là để cho bào tử nó già đi nó mới mọc được á. Mà hiện giờ mình thấy cái này nó màu nâu rồi. Cái này không phải vảy rồng, không phải ổ rồng nha, mà là đổ quạ. Thì mình thấy nó màu nâu hết ra trơn rồi. Còn những cái lá già thường thường là nó chết luôn. Bào tử lá già thì không có. Đây các bạn nhìn là lá già nè. Lá già thì bào tử nó trôi hết rồi, nó rụng hết rồi, không có luôn. Lá non thì chắc chắn là không có rồi đó. Đó. Thì những cái bào tử mà nó nâu như vậy là nó sống, là có thể gieo được nè. Đó, các bạn nào muốn gieo thử thì cứ thử ha. Đó. Gỗ mục thôi, gỗ mục xong rồi để miếng xơ dừa lên giống như cái cây mình phát hiện đây. Đó, nó cứ chui chui ở trong vậy á. Chứ nó không độ thiên ở ngoài đâu. Đó. Giống như cái nó ẩm liên tục vậy á. Đó. Đó. Nó bất ngờ luôn. Chắc cũng lâu lắm á ha. Rồi. Đây mình dỡ cho các bạn xem. Đó, ở bên trong nè. Đó. Đó, nhìn rất là mê luôn. Nhìn cực kỳ mê, thích. Cực kỳ. Không ngờ. Để mà nó lên được vậy chắc cũng lâu lắm các bạn. Thấy người ta ươm ổ rồng 6 tháng luôn á. Đó. Nhưng mà ít ra nó lên còn đỡ hơn không ha. Nè, thằng này nó chui trong mép ngay chỗ cái miếng xơ dừa dưới này nè. Đó, quá trời luôn. Giờ dừa càng cua dừa ấy tùm lum hết. Cực mê luôn. Lá hình cái tim rồi nha chứ. Rồi. Rồi các bạn thử nha. Các bạn nào mà quan tâm đến tổ quả mà không muốn khai thác ở rừng về á thì cứ thử ha. Thì cái cây này nếu mà mình nhân thành công á, cái tán nó cũng đẹp á, nhưng thành công thì chắc có thể share các bạn cái bào tử ha. Khi nào mà nhân thành công số lượng nó tương đối thì sẽ share bào tử. Chứ bây giờ một cái lá cào bào tử ra ít lắm bạn, có nhúm mà. Thật ra các bạn quẹt ngón tay cái thôi chắc cả mấy triệu bào tử á, nhưng mà đựng vô bịch có xíu à. Thì khi nào ổn ổn cái số lượng nó nhiều lên thì sẽ share bào tử cho các bạn ha.
sẽ gửi bỏ bịch gửi cho các bạn. Rồi hôm nay chia sẻ các bạn như vậy thôi. Rồi các bạn cứ thử nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì mừng không thể tả luôn. Rồi mình tháo cái cây ra rồi các bạn. Đó các bạn nhìn ở trong nè. Đó mê luôn. Đó nó mọc lên như vậy. Đây bên này 4. Trên này 4 cây nè. Rồi để mình rắc thêm bao tử vô nha các bạn. Đây. Các bạn để dưới nè, lấy tay quẹt vô. Là nó rớt xuống. Đó các bạn thấy không? Mình lấy ngón tay mình cà vô không? Là nó ra bao tử xuống rồi. Đó. Làm cho một đống luôn. Đó các bạn thấy bò tử một đống luôn, quẹt quẹt nhẹ cái quá trời luôn. Đó sàn nó ra. Rồi giữ ẩm thôi. Chắc cái miếng xì dừa để lên nữa. Cái miếng xì dừa mục để lên nữa. Đằng nào nó cũng mấy rồi lột xơ dừa này bỏ lên luôn. Giống như kiểu cái miếng xơ dừa nó có cái miếng xơ dừa nó có cái môi trường sẵn rồi các bạn. Nên mình sẽ cắt cái miếng xơ dừa này mình cho lên luôn. Nó như hoa lan mà phải có địa y với nấm phù hợp mới phát triển được rồi á. Đắp lên. Đắp lên. Đắp lên giữ ẩm thôi. Rồi xíu nữa nó chỉ cột lại nữa thôi là xong. Đó.